Thông tin tiểu sử ca sĩ Faleva Lê sinh ngày 25 tháng 10 năm 1987 tại thành phố Hải Phòng. Faleva tên thật là Nguyễn Faleva, cô là một nữ ca sĩ được nhiều bạn trẻ biết đến sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2010. Bằng chất giọng đặc trưng và đầy nội lực của mình, cô đã làm cho khán giả nhớ đến mình hơn. Faleva sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghề dạy học. Bố Faleva là thầy giáo dạy toán, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hồng Bàng, một trường dạy tiếng Pháp ở thành phố Hoa Phượng Đỏ. Faleva cũng từng tốt nghiệp khoa tiếng Pháp Đại học Quốc gia Hà Nội và là sinh viên trường Paris chuyên ngành tiếng Pháp theo chương trình trao đổi du học sinh. Sau du học về, Faleva từng có thời gian theo truyền thống gia đình là đi dạy học. Cô từng làm ngân hàng Ocean Bank, làm giám đốc event cho Nam Phương Corporation. Các giải thưởng của cô đạt được: giải nhất tiếng hát sinh viên HCV cuộc thi tiếng hát thành phố Hải Phòng, giành huy chương trong cuộc thi tiếng hát cộng đồng người Pháp. Các album của Faleva: Chúng Ta Đã Đi Quá Xa, single Queo Kê Châu Đa Mon Cơ, Phải Làm Sao Đây, Bán Trả Lại Tôi, single Nếu Em Được Lựa Chọn, Vỏ Bọc, Giấc Mơ Đánh Mất.